Rồi, xin chào các bạn nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép bình trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Đây, có trò mới nha bạn ơi. Mình trở lại cái nghề năm xưa của mình nha. Khúc đuôi này là khúc đuôi mới nha bạn. Đây là cái đuôi chuột. Ở mình kêu mình cái chon nha bạn. Còn đa số các bạn dùng khác thì kêu mình cái đuôi chuột không à. Đây nè, khúc này khúc mới nè. Mà mình chỉ có nhiêu đó thôi. Đó, khúc mới nó có tới đây thôi à. Đây, khúc mới có tới đây thôi. Rồi cái khúc kia thì mình đã cắt mấy cái tay bỏ rồi. Còn đây là khúc cũ nha bạn. Khúc cũ của năm xưa. Cách đây 4 năm trước nè. Mày 4 năm mà trời. Thấy gì các bạn? 4 năm rồi nè. Đấy, đây khúc cũ nè. Mình cũng cắt bớt cái hôm mình chừa lại con hôm này thôi. Còn cái khúc này á, khúc này tính ra chắc hơn chục năm rồi bạn ơi. Khúc này chắc hơn chục năm rồi. Lưới thái vậy nè. Không biết lưới gì, nó bằng cọng nó to lắm. Đó, rồi mình cũng giá nè bạn ơi. Bể lỗ hư á, mình cũng giá nè. Nói chung mình cũng biết giá nhấp nhem nha bạn. Và nó cũng nhiều hôm lắm mà mình cũng đã cắt hết hôm chỗ này rồi. Cắt cái hôm này, chừa lại con hôm này thôi. Đây cũng có con hôm nữa nha bạn, mà tại mình cắt bỏ rồi. Cắt bỏ cái niềng này có cái hôm. Rồi, thì khúc này đúng là cái chon nha bạn. Đây là mình lưới nè, cái mình này thì mình đã gáp gần đây nhất á. Mình gáp khúc này. Chứ lúc đó là toàn bộ cái chon là mình này nữa bạn. Toàn một cái chon là mình bằng lưới này nè, lưới gân lưới gì bạn ơi, lưới gì gân gì đó, nguyên cái chon luôn. Rồi mình xài nó bị gách đó bạn, gách khúc đầu này. Thì mình đã đấu vô mình xài được một vụ nha bạn. Một vụ rồi. Rồi mình làm mình gáp nó bạn xài được vụ rồi cái mình gác lên bạn, mình gác lên cái chỗ bếp mà mình không có xài nữa. Năm nay là hình như là 4 năm rồi nè, mình lôi xuống. Mình lôi ra rồi mình mới mua cục đuôi đó, mình gáp lại nha bạn. Đây, tùm lum hết trơn. Đây, mình vô cái đài rồi nha bạn. Chuẩn bị đi nha bạn. Đây là cái hôm mình mới cắt ra nè. Đó. Rồi mình lấy cái bên hay mình chặn nữa, làm cái chặn mình nó cái miệng mương nó bự quá đó, mình có thể chặn. Ok nha, mình sẽ đi đặt bạn ơi. Rồi ngày mai mình sẽ đổ cho bạn xem cái chỗ này nha. Hồi hộp quá, mới vừa đặt hồi hộp à. Chứ hồi xưa mình đặt á, là mình dở một cái có thể lấy ký ngoài 2 ký cái nha bạn. Một cái chon á. Lên cùng bê lên khúc khúc vậy nè, cống trứng rồi đó, khúc khúc cái gan á. Mình bán tùm lum hết trơn nha bạn. Được 3-4 cái như thế này nè, mình bán tùm lum hết trơn. Rồi các bạn mình chia sẻ cái này luôn. Cái cọng dây này nè, là mình niệt chết ở dưới đáy sơn, ở đây dưới đáy mương nha bạn. Mình làm cái nọc, mình niệt chết khúc này dưới đáy mương nè. Mình không có dở này lên. Nói chung mình niệt là cách dùng xuống dưới đáy á. Mình niệt xuống dưới đáy á. Mình không có cho dở cái đuôi này lên. Mình chồng cái nọc mình liệt như nè. Đặng cho đừng có nước nó chảy mạnh quá. Nó mình dở lên nó cũng không có cuốn ra trước các bạn. Tại nước chảy mạnh quá. Nhưng khi mình dở lên cái nó dồn ra trước quá. Mình gịch ngược trở lại gịch không nổi. Cái khúc này là cái khúc mình dở thôi. Với nước khi nó cao quá đó. Mình dở hỏng lên. Thôi dở lên. Không hỏng mặt nước nổi. Nên phải nói dài thì đặng mình dở lên. Hỏng mặt nước lôi vô bờ đặng mình đổ các bạn. Ok nha, còn cái đoạn đó thì mình dở nhẹ nhẹ lên. Chứ mình mấy mà không có cái nút đó nha, mình dở cái đuôi bưng một cái nó dộn vào trước nó lộn mèo luôn, mình kéo là không nổi nha bạn. Ok, khúc này là khúc nó đặt chết nha. Ghim chết với đáy sông. Ok nha, lên đường nha. Lên đường đi xuống sông đặt các bạn ơi. Xem cá, cắm câu rồi bảy các món khác nha bạn. Chứ gắn thì muốn đăng nhiều lắm.
lại đây. Trời quá ta. Không dính là cuốn về nha. Mình đi thăm thêm cái chon đó bạn ơi. Cuốn về nhà sửa sửa. Phình chắc nó ngủm hết rồi quá. Luôn ha. Còn con cua. Con cá chê nữa.
trơn, chỉ đây có trơn thôi nè. Trên này mới ngọt luôn nè. Còn trứng hả? Còn trứng không? Tép cũng nhiều đúng không? Chỉ đây thấy không? Tép nè, thấy không? Đến với cây tròn thứ hai nha các bạn. Tròn này cũng đặt dưới sông. Cái này mà nãy mình nói là mình mất ăn mất ngủ nè. Có cây thang lên xuống là thấy ghê không? Đóng thang đó nha. Trong này hơi sông. Ủa đang chảy ra này là nước gầm hả? Nước gầm. Nó có xả sát lắm không ta? Xả sát luôn á. Đi qua đặt là sát luôn á. Im lặng hả? Im lặng à. Cái đó tròn. Cái đó tròn. Cái đó tròn. Nhưng mà mình nói thêm nó dài dữ lắm dài. Nhưng cái đuôi mà không có này, cái khúc mình này coi như là không có. Được ngọt rồi canh rồi. Đấy, cũng một túm nó vô chơi đâu. Làm như lúc này nó không được phùng rồi nhờ cái bọc. Lúc này làm như nó không có được chạy. Còn công trứng rồi, nó vừa qua cái đợt á. Qua cái đợt công trứng này. Công trứng là khoảng tháng 5. Mình ở đây là tháng 5. Vừa nghỉ hè lão đầu nó chạy từ từ. Lúc mưa xuống. Tháng 5 cho tới hết tháng 7 luôn á, nó chạy tới tháng trời. Tháng nó chạy mấy con nước, mấy con nước công á. Cái năm trước á tháng hè là mình đặt rồi bạn ơi, tháng hè là mình đặt mấy cái này nè. Là tháng 5 là nghỉ hè là mình đặt. Đặt dở nhầm đêm 3-4 kg cái ham đó, hai cái à. 3-4 kg ăn không hết thì phải ra chợ. Chia sẻ. Cũng có tép rồi. Tép. Ít rồi bạn ơi. Được mấy con tép nha, trong trong nè, non non nè. Đó, cho bạn xem. Cái trâu này ít rồi bạn ơi. Ngẩn mặt lên coi. Làm hình nền nè. Bình trần tắm xong. Tắm xong. Mai trước bạn chia sẻ các bạn mấy con tép trong trong ở trên đó là được mấy con tép nó lại trong cái trong này á. Rồi mình tạm biệt các bạn luôn nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Những clip thú vị khác nha. Rồi. Cảm ơn. Chào các bạn luôn. Cảm ơn chồng. Bye bye. Bye bye. Chiều nay có cá ăn nữa rồi.